Rau cần tây này thì làm bữa nay là 45.000 kg, thường bữa thì có khi 30, 35, 40, bữa nay hơi mắc một chút là 45.000 kg. Cái cây này thì 20.000, không tới nửa ký, nhưng mà nó rất là tươi xanh, rất là ngon. Thì Ngân nghe nói là cái rau cần tây này giảm cân cũng tốt rồi mọi người, cho nên Ngân mua về Ngân ép cho ông xã Ngân uống cho giảm mỡ máu rồi này kia, cho tốt cho sức khỏe. Nãy tính mua cái rau cải bó xoay thêm để xay chung với cái này nè, ép chung với cái này nè, nhưng mà chị bán chị hết rồi, cái Ngân cũng hơi lười đi lòng vòng kiếm. Cái cải bó xoay mà cái người Hàn Quốc ta kêu là rau chân vịt á, mà cái rau cần tây này cũng tốt cho người bệnh cao huyết áp nữa. Cái tác dụng của cái rau cần tây này cũng tốt cho cái người bị bệnh cao huyết áp nữa mọi người. Ông xã Ngân bị cao huyết áp cho nên Ngân sẽ mua này về ép cho ảnh uống. Cái gì cũng vậy, mình cũng không có nên lạm dụng, ví dụ như 2-3 bữa uống lần hay nhiêu đó, chứ không phải là uống mỗi ngày lạm dụng nha. Mình làm mấy cái món mà nó lỉnh kỉnh lặt rửa rồi xay rồi này kia, ai mà làm biếng là không có được cả nhà ơi, thiệt luôn á. Ngân thì Ngân hay làm mấy món nước sinh tố rồi nước ép rồi này kia, rau rồi nước rau rồi cho ông xã với bé Xu cả nhà uống luôn á, cho nên là cũng hơi cực á cả nhà. Mình làm thì nó không có sao, nhưng mà mình dọn rửa rồi cực lắm. Rau cần tây thì Ngân đã rửa sạch rồi, mình ngâm nước muối luôn, cắt nhỏ ra vậy để cho vô máy xay cho nó dễ. Để giờ mình xay tiếp, mình cho cái nước nó kẹo. Đậy cái nắp cho nó thật là chặt. Có bữa Ngân sơ ý cả nhà, cái Ngân bấm cái nút này nó mạnh, nó nhồi một cái nó văng tùm lum cái bếp. Máy này mạnh lắm. Xay được một lần nữa đó, khỏi thêm nước. Cho hết mẻ luôn. Cái này là tại nó vậy chứ không phải là Ngân rửa nó không sạch nha cả nhà, Ngân rửa từ bẹ luôn á. Tại vì cái gốc nó vậy, nó sần sần vậy. Nó hơi hơi kẹo, chắc thêm miếng nước nữa. Một mẻ về là Ngân xay được nửa kilo rồi, chuẩn bị gỗ luộc với cái đồ đựng rồi. Bây giờ mình sẽ xay xong mình đổi qua cái đồ luộc rồi, mình sẽ lấy cái giá mình vừa quậy vừa ém xuống nhà này cả nhà, thì nó sẽ xuống cái nước, và khi mà nó hết, nó gần hết nước rồi cả nhà, mà mình ém không 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 được nữa thì mình sẽ rửa tay thật là sạch rồi mình vắt, giống như vắt nước cốt dừa cho nó sạch cái xác luôn nha. Đó, như vậy thì mình sẽ không có bỏ phí cái nước ở trong cái cần tây. Tại vì Ngân quay có con tay à, Ngân không có làm cho mọi người xem được, Ngân nói thôi. Tại vì cái cây quay nó bị gãy á, Ngân không có để được. Thường thường Ngân hay xoay xoay nó ém xuống như này. Nhưng mà cái lực của cái giá thì không ém xuống hết nổi được, thì mình hỗ trợ thêm cái tay mình dắt, mình rửa sạch sẽ cái tay mình dắt, dắt nó cốt dừa, dắt nó xô khô sơ luôn, ra hết nước luôn. Cái màu xanh nó đẹp y như màu xanh nước lá dứa vậy, mà nó bọt quá trời luôn. Mình sẽ vớt để thôi, khi mình uống nó sẽ lợn cận, nó khó uống lắm, nó dễ bị tắc nước lắm, cho nên sẽ quậy lên đó cho nó đều. Em ở gần nó không có chịu uống cái này, nó không khó uống, rau má hay là nước tần cần tây là không, bao giờ nó không có chịu uống.
nó hơi khó uống, đừng chừa phần, đừng tính phần làm mà đừng có tính phần. Xô thì cũng hên xô, nhiều khi bà uống mà cũng ủa tới đưa luôn, nhưng mà cũng năn nỉ bà uống để cho nó cũng tốt. Nếu mà mọi người sợ khó uống thì mình pha thêm khóm hoặc là rau cải bó xoay á, mình bỏ vô mình xay chung. Mỗi lần mà mình xay cần tây thì mình bỏ vô vài lá khóm, mình xay chung rồi mình lược cũng y vậy đó. Hoặc là cái lá cải bó xôi mình cũng bỏ chung, mình xay chung vậy đó, cho nó đỡ cái mùi hăng, nó có cái hậu nhẫn nhẫn nữa đó. Nếu mà ai mà kỵ rau, khó ăn rau là uống cái này không được, khó uống lắm. Nè, mới đổ vô chút xíu là cái nước nó lắng lắng, nó tách tách nước rồi nè cả nhà, nó rất là nhanh tách nước luôn á. Ờ, bữa nay dễ uống anh. Cho con tay thường bữa nó khó uống mà sao bữa nay dễ uống ha. Nói chung là cũng có cái độ hăng hăng đắng đắng. Nó đỡ hăng hơn. Tùy bữa không biết sao nữa, cái rau cần tây nhiều lúc uống nó khó uống, không biết sao bữa nay dễ uống hơn, uống nó ngon hơn. Không phải nó ngon nhưng mà nó dễ uống hơn. Chứ cái này không có ngon làm gì đâu. Sổ ba cà ra. Cam đồ sổ ra hết rồi, hồi rửa sạch sẽ. Sẵn cái máy ép hồi sáng hơn ép dưa hấu á, cái giờ mình ép cà luôn để mình làm một lần là mình rửa một lần luôn cho nó đỡ cực. Cho nó dễ nha, nhiều khi hồi đó giờ không có ép nguyên trái, không biết ép nguyên trái có được không. Mình phải làm cái mồi như mình chẻ vậy nè, cho cái lưỡi dao nó cà vô trong đây nè, chứ mình để nguyên trái nhiều khi á nó tròn nó bị trơn á, nó cái vỏ nó trơn nó chuột, khó ép. Cái gửi cà mà Ngân ép Ngân chừa lại mấy trái đặng nhiều khi có xào nấu gì á, chắc nhiêu đây cũng được 2 kg á cả nhà, phần này là chắc nửa ký á, thì Ngân đoán vậy thôi, nhắm chừng thôi. Làm mình ép 2 kg cà tầm chừng khoảng gần 1.5 lít á cả nhà, cái bình này là 1.5 lít nè, là Ngân ép tầm khoảng 2 kg, còn chừa lại nè, hồi nãy mua 2.5 kg rồi, 1.4 lít. Cái bọt nổi lên trên đây nè, đây là một ngay chỗ mấy này là 1.5 lít nè, quá trời nước luôn, ép là nước nhiều rồi, chìm mũi luôn, nước nhiều quá trời luôn, ép ngày này chiều chừa cho xuân ly, ngày sáng 2 vợ chồng ngồi ly nước ép cà chua cho đẹp da. Mấy cái ly này nó uống cà phê thường cho nên nó hơi ngà ngà vậy, còn mấy cái ly này thì ít có uống cà phê với uống trà rồi Phúc Nam nữa chứ. Cái này sợ đổ, cái mỏ nó tà là quá trời nước, nước nhiều ghê trời. Cà này ngon hết sức, cà chín vậy uống đỡ chua. Có nhiều khi mua không có cà chín, uống nó hơi chua.
Em quên đó, anh uống đá không? Tại em gót ly hơi nhiều rồi. Uống đá không? Bớt lại nhiều, ít ít thôi phải không? Ít thôi. Rồi, còn em á, anh cho nhiêu em cũng uống hết. Không có mà uống. Ngon là nước ép là ngon không có từ. Khó uống cỡ nào cũng uống chứ. Có nhiều bữa anh em đi ra ngoài chợ Bà Chỉ em thấy người ta bán khế ngọt á. Cái em mua về em ép uống thử mắc cười nhá, là uống cũng được. Nó ngọt ngọt nhưng mà nó hơi hơi hẳn hẳn hơi hơi thôi nhưng mà thấy uống cũng được. Khế ngọt là bán có 10.000 đồng ký, em mua về mình ép mình uống thử coi sao. Mắc cười chứ. Uống cũng được cả nhà, mình nghĩ là chắc nó cũng tốt cho sức khỏe tại vì khế mà ai mà xịt thuốc làm gì. Trời ơi, tính ra Ngân mua 2,5 kg cà chua mà Ngân ép có 2 kg mà được 4 ly nước ép luôn rồi cả nhà. Quá chừng, có 24.000 4 ly nước ép. Ừ, quên đi, ly ông xã Ngân không có, anh không có uống nhiều. Chừa cho Su 2 ly. Chiều Su đi học về Su uống ly, với đi học thêm uống ly nữa đi. Nhường ưu tiên cho Su, còn Ngân ly, ông xã Ngân ly. Bình thường thì có em uống Ngân, có thằng Vinh thì Ngân cũng làm dư dư ra cho nó uống nữa. Mà nay ảnh về quê rồi. Về quê với miền Tây, về đám giỗ, nhà Ngân có đám giỗ. Về chưa? Đi. Nó còn nó nắng mỗi tháng khoảng từ 8 mấy nắng về học sinh lớp con đã đến lớp. Ừ. Đây chị trường điểm danh đó. Ủa thế nào vậy? Nói thôi đừng biết rồi. Gì vậy? Dạ. Em bỏ đá vô cho anh muốn hả? Em cục đá cho mất quét. Mà cả nhà uống nước ép cà chua với anh nha. Trời mới vừa đổ một cơn mưa lớn rồi, nó bàn, để đá nó bàn quá. Gai 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 lần lần rồi kìa. Cái ba công đoạn rửa gao, lặt gao rồi cắt rau củ lâu mất thời gian lắm. Cái gì đó ăn sáng đây nha. Uống hết đi nha anh. Làm sẵn cho Su bình nước. Su mang đi học thêm. Quá đẹp. Nước ép cà chua cả nhà. Mang cho Su đi học thêm. Cơ Su khát nước Su uống. Chế đầy quá cái nó tràn cả nhà.